Thưa quý vị, với tinh thần tương thân tương ái, trong thời gian qua, Hội viên Phụ nữ trong tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình hay, ý nghĩa để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Tuy giá trị của những giỏ lon, chai nhựa không cao, nhưng nhiều người góp lại sẽ thành số tiền lớn để giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn. Đó là suy nghĩ của nhiều chị em phụ nữ. Chính vì vậy, vào tháng 6 năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 1 thành phố Tân An đã triển khai mô hình Môi trường thân thiện, thiện nguyện sẻ chia với hành động đẹp và ý nghĩa từ mô hình mang lại đã nhận được sự đồng tình từ hội viên phụ nữ cùng tham gia. Trong cái việc mà nhân rộng mô hình này, phải nói là các hội viên của phụ nữ cũng như là nhân dân trên địa bàn hiểu ứng rất là nhiệt tình, của gọi là vận động được các cô, các chị ủng hộ rác thải nhựa, thì trong thời gian qua cũng đã hơn được 4 triệu đồng để phục vụ cho cái công tác thiện nguyện. Thì bản thân tôi thấy rất là phấn khởi, là góp được một phần nhỏ của mình để mà chung với xã hội, để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Nếu như trước đây các phế liệu sẽ được bán hoặc bỏ đi, thì nay gia đình các hội viên phụ nữ trực tiếp thu gom, đem đến địa chỉ tập kết để vừa bảo vệ môi trường, vừa đóng góp vào nguồn quỹ thiện nguyện sẻ chia. Cô vẫn tiếp tục để hưởng ứng duy trì cái cuộc phân loại rác tại nguồn và nhận cái rác tái chế để đưa vào cái quỹ thiện nguyện sẻ chia của khu phố. Mô hình môi trường thân thiện, thiện nguyện sẻ chia không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của hội viên phụ nữ. Hy vọng với nhận thức và tinh thần của các chị em, mô hình sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả.